Chuyện hậu trường của làng dân chủ, Việt Đức sẽ đánh đổi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho vụ Trịnh Xuân Thanh. Phía sau các bài viết đình đám tố cáo tội ác của cộng sản, nhận định sự tất yếu chế độ sẽ sụp đổ vì xem dân chúng là kẻ thù, bị quốc tế bao vây trừng phạt về nhân quyền. Hậu trường làng dân chủ có rất nhiều chuyện đáng bình phẩm, cho thấy góc khuất mưu trước để sinh tồn và để chống cộng. Phạm Lê Vương Các vừa có bài mơ tưởng trên Facebook rằng sau khi xem qua lời kêu gọi trả tự do cho bà nguyễn ngọc như quỳnh từ phía cộng hòa liên bang đức bộ ngoại giao việt nam sẽ bắn tiếng cho phía đức biết rằng chính phủ việt nam sẵn sàng trả tự do cho bà quỳnh và thêm một số người khác theo như lời kêu gọi của đức đổi lại chính phủ đức sẽ từng bước tháo gỡ những xung đột trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà trước tiên là gỡ bỏ việc đình chỉ hiệp định miễn visa ngoại giao song phương và từng bước tiến tới khôi phục lại quan hệ đối tác chiến lược như trước đây Bên cạnh đó, Phạm Lê Vương Các còn nhận định, nhiều khả năng phía Đức cũng sẽ đồng ý cho một giải pháp nêu trên, vì bản thân phía Đức cũng không muốn tình trạng xung đột quan hệ kéo dài như vậy. Chấn an cú sốc của làng Dân Chủ sau bản án sơ thẩm, Phạm Trí Dũng từng tuyên bố chắc chắn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không phải ở tù đến 10 năm vì bối cảnh chính trị hiện nay Việt Nam cần chấp nhận áp lực bên ngoài để cứu lấy kinh tế nhưng rồi phiên tòa phúc thẩm, Quỳnh vẫn bị y án vì không thành khẩn nhận tội nên không thể được xét giảm án. Bất chấp việc làng dân chủ huy động bé nấm, con gái Quỳnh sản xuất đến 4 lá thư liên tục cầu cứu bà Melania Trump, phu nhân tổng thống Mỹ với hy vọng vì lợi ích kinh tế và thành công APEC, Việt Nam sẽ nhượng bộ Hoa Kỳ mà thả Quỳnh hay chí ít là giảm án, nhưng đã vô vọng. Nay, trước lời tuyên bố của phía Đức phản đối bản án, Phạm Lê Vương Các cũng giống như Trịnh Kim Tiến, người em kết nghĩa với Quỳnh, hy vọng vì em xuôi vụ Trịnh Xuân Thanh giữ đẹp mặt cho đôi bên, Việt Đức sẽ tìm lối thoát bằng con bài nhân quyền là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Để có nhận định này, Phạm Lê Vương Các hoàn toàn dựa trên mối quan hệ thâm tình giữa Đức với các dân chủ trong nước, nhất là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rất tận tâm ra vào đại sứ quán Đức như đi chợ khi còn chưa nhập kho chắc chắn khi đưa ra nhận định này thì những thành viên mạng lưới blogger việt nam trong đại dự án của dân làm báo đã âm thầm vận động viên chức sứ quán đức giải pháp xử lý êm đẹp vụ trịnh xuân thanh bằng con bài nguyễn ngọc như quỳnh vừa đáp trả ân tình quỳnh đã hy sinh vì giá trị nhân quyền tây phương theo ý muốn của đức và vừa thể hiện sự quan tâm bảo kê giới dân chủ việt những đứa con trung thành với đức mỹ và đồng minh của họ quả thực làng dân chủ có rất nhiều giải pháp để cứu tù nhân lương tâm của mình về ngoài mặt thì họ tuyên bố sẵn sàng chấp nhận cái giá của chống độc tài là nhà tù vì lý tưởng nhưng đằng sau đó là sự không thể đối mặt với hiện thực rằng mỹ và phương tây sẽ bỏ rơi họ cho lợi ích kinh tế khi bản thân họ đã tự nguyện xả thân bảo vệ lợi ích của các nước phương tây ở việt nam vận động dân chúng việt nam chống tàu vì mục tiêu thoát chung thân mỹ đến như vậy mà lại bị lãng quên trong nhà tù